25. Thâu lương hoán trụ. Biết trọng dụng nhân tài. Lương, trụ là chủ lực của quân địch. Cố gắng làm thay đổi thế trận của đối phương, thâu lương hoán trụ, làm cho thế trận của đối phương tan rã, từ đó thừa cơ thôn tính. Theo binh pháp cổ, hễ là trận thế thì đều có kết cấu ngang dọc, mặt trước mặt sau. Hai trục ngang gọi là thiên hoành cũng như đại lương trong chiến trận, thẳng giữa là địa trục, cũng như chi trụ của chiến trận vậy. Ở các vị trí lương và trụ này luôn bố trí quân chủ lực kiểu mưu lược thôn tính đối thủ tiềm tàng nhằm đánh vào kẻ địch gọi là thâu lương hoán trụ. Sự ảo diệu của kế này là ở chỗ, khi liên kết tác chiến với quân đội không đáng tin cậy, cần phải cố gắng làm thay đổi trận địa của nó. Cách ly chủ lực, đợi nó tự đi đến thất bại, sau đó sẽ thừa cơ chế phục, cũng tựa như giữ chặt bánh xe để khống chế cả chiếc xe. Lương, trụ là những điểm mấu chốt trong trận thế của địch, là chỗ quân chủ lực giữ, vì vậy cần cố gắng thâu, hoán, làm cho thế trận tan rã, thừa cơ giành lấy chiến thắng. Ngày nay, cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, tình báo khoa học kỹ thuật, thiết bị khoa học kỹ thuật và nhân tài quản lý đã trở thành những lương và trụ trên mặt trận kinh doanh cạnh tranh thương mại. Vì vậy chúng cũng sẽ trở thành mục tiêu mà những kẻ thâu lương hoán trụ ngày nay cố công thâu hoán. Các vua hiền, các minh chủ đời xưa muốn giành thiên hạ, bảo vệ giang sơn, không ai là không coi nhân tài là mấu chốt và nền tảng trong sự nghiệp của mình. Lưu Bị Tam Cố Thảo Lư chính là một điển hình cầu người tài như kẻ khát cầu nước uống vậy. Lưu Bị được Tào Tháo coi là một trong hai anh hùng trong thiên hạ, lúc đầu cũng chỉ ăn nhờ ở đậu người khác, nay đây mai đó. Tới khi Tam Cố Thảo Lư mời được Gia Cát Lượng xuống núi, Lưu Bị có sự giúp đỡ của Gia Cát Lượng đã liên kết với Tôn Quyền, đánh bại Tào Tháo, chiếm lấy Kinh Châu, phía Tây có Hai Xuyên, cuối cùng lập nên nước Thục, thành được Bá Nghiệp. Trong thương trường hiện đại, bề ngoài là cạnh tranh hàng hóa nhưng thực chất là cuộc đấu trí, từ chế tạo sản phẩm cho đến chiếm lĩnh thị trường, bất cứ cái gì cũng đều là kết tinh trí tuệ của con người, là kết quả vận dụng tài trí của những nhân tài quản lý, nhân tài khoa học kỹ thuật, vì thế cũng có thể nói thương trường là một cuộc chiến nhân tài. Do đó, ứng dụng kế thâu lương hoán trụ vào trong thương trường chính là phải dung nạp, tìm kiếm và tranh giành nhân tài về nhiều mặt, bao gồm cả tin tức và thiết bị, thậm chí cần thâu hoán cả những nhân tài lương trụ trong trận địa của đối thủ cạnh tranh. Diệu kế kinh doanh dùng mặt hàng của người khác. Một nhà kinh doanh có đầu óc không những cần hướng tầm mắt vào bên trong, nắm chắc con thuyền kinh doanh của mình mà còn phải phóng tầm mắt ra bên ngoài. Chú ý sử dụng những mặt mạnh của người khác, làm cho kỹ thuật và chất lượng sản phẩm của mình được nâng lên, như thế mới có thể làm cho xí nghiệp tồn tại mãi mãi. Ở Nhật Bản nói chung không cho phép hãng nước ngoài kinh doanh 100% vốn nước ngoài. Nhưng để phát triển công nghiệp máy tính điện tử, Nhật Bản phá lệ cho công ty IBM, bật đèn xanh để công ty này kinh doanh 100% vốn nước ngoài tại Nhật Bản, thậm chí nhường thị trường trong nước cho công ty đó. Sau vài năm, người Nhật đã học được kỹ thuật của IBM, cộng thêm sự sáng tạo của bản thân, hiện nay máy tính điện tử do Nhật sản xuất một số mặt đã đứng hàng đầu về kỹ thuật. Nhật Bản hiện đứng ở vị trí cường quốc với ba mặt mạnh là thực lực kinh tế, buôn bán và khoa học kỹ thuật, song họ vẫn không vứt bỏ con đường làm giàu, kiên trì thu hút hàng loạt kỹ thuật tiên tiến quốc tế, nhất là trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật cao, xu thế thu hút chỉ tăng chứ không giảm. Trong hơn 20 năm, tổng cộng Nhật đã thu hút hơn 200.000 kỹ thuật tiên tiến và kinh nghiệm quản lý, chi phí chỉ tương đương với 1/30 số tiền chi cho các nghiên cứu chế tạo về mặt này. Năm 1986, Nhật Bản đã ký tổng cộng 2.361 hợp đồng thu hút kỹ thuật nước ngoài. Thu hút những kỹ thuật này chính là lấy mặt mạnh của người khác bổ khuyết những mặt yếu của mình, từ đó thúc đẩy khoa học kỹ thuật của mình tiến bộ. Ví dụ, Brazil có nguồn tài nguyên phong phú nhưng thiếu kỹ thuật khai thác chế biến. Vì vậy, Brazil lập hẳn một cơ quan thu hút kỹ thuật, đặt ra chính sách bảo hộ, mỗi năm thu hút hàng ngàn kỹ thuật viên, từ đó thúc đẩy kỹ thuật phát triển. Năm 1964, tổng giá trị sản phẩm bình quân đầu người của Brazil là 692 đô la Mỹ, đến cuối thập kỷ 70 đã đạt tới 1.600 đô la Mỹ. Con người là cái gốc giành đến chiến thắng trên thương trường. Trong thương trường hiện nay, muốn giành được thắng lợi, điều kiện căn bản nhất là phải chế tạo được hàng hóa tốt giá rẻ hơn so với đối phương. Muốn thực hiện được yêu cầu này cần phải có khoa học kỹ thuật với trình độ cao. Khoa học kỹ thuật là kết tinh trí tuệ của con người, vì vậy, vấn đề khai thác, thu hút và sử dụng nhân tài trở nên cực kỳ quan trọng. Nước Mỹ có thể nắm giữ vị trí giàu có nhất thế giới trong nhiều năm. Ngoài điều kiện tự nhiên ưu đãi thì chủ yếu là do khoa học kỹ thuật của Mỹ đứng vị trí hàng đầu thế giới, đó là vì Mỹ có một đội ngũ nhân tài hàng đầu. Ngoài việc tự mình bồi dưỡng nhân tài, Mỹ còn giỏi dung nạp, thu hút và tìm kiếm nhân tài ở nhiều nước trên thế giới. Có hai cách thu hút nhân tài, một là trả lương cao, hai là cung cấp điều kiện nghiên cứu tốt cho họ. Mỹ là nước chịu bỏ ra nhiều tiền nhất cho nghiên cứu khoa học. Theo thống kê, kinh phí dành cho nghiên cứu khoa học của Mỹ nhiều hơn mức tổng hòa của các nước phát triển phương Tây, đồng thời tăng dần từng năm. Để thu hút nhân tài, Mỹ còn hai lần sửa đổi luật di dân đối với những nhà khoa học có thành tựu.
không quan tâm tới quốc tịch, tư cách và độ tuổi của họ, tất cả đều được ưu tiên cho phép vào Mỹ. Vì vậy, nhân tài các nước đều muốn chạy sang Mỹ. Thụy Sĩ có một vị nghiên cứu sinh nghiên cứu chế tạo thành công một chiếc bút điện tử và một bộ thiết bị bổ trợ. Tính năng của nó có thể dùng để sửa những bức ảnh chụp hồng ngoại bằng vệ tinh cảm nhận từ xa. Phát minh lớn này đã gây sự chú ý của toàn thế giới. Một doanh nghiệp lớn của Mỹ sau khi nghe tin liền phái người tìm đến vị nghiên cứu sinh kia, dùng điều kiện đãi ngộ cao, động viên ông ta tới Mỹ làm việc. Một số công ty của Thụy Sĩ cũng tìm mọi cách để níu kéo ông ta lại. Thế là các bên hy vọng có được nhân tài đã nổ ra cuộc tranh giành nhân tài. Anh tăng lương, tôi cũng lại tăng lương, tới mức không thể dứt ra được. Cuối cùng người Mỹ nói, giờ chúng ta không tăng nữa, đợi bên Thụy Sĩ định mức lương, chúng tôi nhân lên 5 lần. Thế là vị nghiên cứu sinh kia được kéo tới Mỹ cùng với phát minh của mình. Hiện nay, trong hệ thống giáo dục và hệ thống khoa học kỹ thuật của Mỹ, nhất là lĩnh vực khoa học kỹ thuật cao, tỷ lệ các nhà khoa học và kỹ sư nước ngoài chiếm khá lớn. Kết quả điều tra năm 1985 của Quỹ Khoa học Quốc gia Mỹ cho thấy, hơn 50% công ty thuộc ngành khoa học kỹ thuật cao của Mỹ đã thuê hàng loạt nhân tài khoa học kỹ thuật của nước ngoài, chiếm 90% tổng số nhân viên khoa học kỹ thuật của các công ty này. Số nhân viên khoa học kỹ thuật làm việc tại thung lũng thiếc nổi tiếng của Mỹ có tới 33% là người nước ngoài. Trong số nghiên cứu sinh sau tiến sĩ thuộc ngành khoa học công trình làm công tác nghiên cứu khoa học cao cấp ở Mỹ, người nước ngoài chiếm 66%. Chủ nhiệm khoa học của 33% trường đại học nổi tiếng của Mỹ là các học giả nước ngoài. Giữ vai trò quan trọng trong kế hoạch đại chiến các vì sao của Mỹ cũng là nhân viên khoa học kỹ thuật nước ngoài. Theo thống kê, từ năm 1952 đến năm 1975, nhờ chính sách thu hút nhân tài, Mỹ đã tiết kiệm được từ 15 tỷ đến 20 tỷ đô la Mỹ kinh phí đào tạo nhân tài. Điều quan trọng hơn nữa là họ đã có đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế nước Mỹ. Trong thập kỷ 30, chỉ tính riêng những cống hiến của các nhà khoa học các nước phương Tây tới Mỹ định cư đã tương đương với tăng 30 tỷ đô la Mỹ. Chính vì biết thu hút nhân tài nghiên cứu khoa học cho mình nên khoa học kỹ thuật của Mỹ mới có thể đứng hàng đầu thế giới. Sau đại chiến thế giới thứ hai, Mỹ là nước thu hút nhiều nhân tài nhất, do đó thành quả khoa học kỹ thuật đạt được cũng nhiều nhất. Chiếm từ 60% đến 80% tổng số thành quả khoa học kỹ thuật của thế giới, giành được một nửa tổng số giải Nobel. Phát triển cao độ khoa học kỹ thuật đã thúc đẩy nền kinh tế phồn vinh, nước Mỹ trở thành nước giàu có nhất thế giới. Nhân tài là cái gốc để giành thắng lợi trong thương trường. Các nhà doanh nghiệp sáng suốt cần tìm mọi cách để thâu, hoán lương, trụ trong mặt trận kinh doanh của đối phương đồng thời phải phòng chống việc lương, trụ của mình bị người khác thâu, hoán.